Kính chào quý vị, bây giờ là thời gian của bản tin tài chính thị trường. Một số tin tức đáng lưu ý sau đây sẽ có trong bản tin hôm nay. Việt Nam chi 5 tỷ đô la Mỹ nhập khẩu xăng dầu. Tín hiệu tích cực trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI. Giá lúa mì tại Ấn Độ tăng lên mức cao nhất 6 tháng. Thưa quý vị, trước tình hình thị trường gạo thế giới có nhiều biến động phức tạp trong giai đoạn hiện nay, để đảm bảo ổn định thị trường gạo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm chương trình bình ổn thị trường, đảm bảo đủ nguồn cung cho người tiêu dùng trong mọi tình huống. Theo đó, với doanh nghiệp đầu mối xuất khẩu gạo, văn bản đề nghị thực hiện nghiêm túc các nội dung về thu mua thóc gạo, hàng hóa nhằm cân đối xuất khẩu và tiêu dùng nội địa, duy trì mức dự trữ lưu thông theo quy định. Các doanh nghiệp bình ổn thị trường được yêu cầu thực hiện nghiêm quy chế bình ổn thị trường trên địa bàn thành phố, đồng thời triển khai kế hoạch thu mua dự trữ, đảm bảo nguồn hàng trong mọi tình huống, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra hệ thống đại lý phân phối trực thuộc nhằm đảm bảo công tác trưng bày hàng hóa, niêm yết giá, bán đúng giá quy định. Bộ Công Thương vừa có quyết định về kết quả rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với một số sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Thái Lan. Theo đó, Bộ quyết định áp mức thuế chống bán phá giá thấp nhất được đưa ra trong quyết định này là 25,73% và cao nhất là 32,75%, còn mức thuế chống trợ cấp cao nhất là 4,65%. Bộ Công Thương cho biết, thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp là thuế nhập khẩu bổ sung, áp dụng với mía đường nhập khẩu có xuất xứ từ Thái Lan, kể cả nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan. Mức thuế này có hiệu lực từ ngày 18 tháng 8 2023 đến ngày 15 tháng 6 2026. Thưa quý vị, số liệu thống kê của Bộ Công Thương cho thấy, trong tháng 7, Việt Nam nhập 1,05 triệu tấn xăng dầu các loại, trị giá 790 triệu đô la Mỹ. Lũy kế 7 tháng, các doanh nghiệp đã nhập khẩu tổng cộng 6,26 triệu tấn, trị giá 4,95 tỷ đô la Mỹ, tăng 61% so với cùng kỳ năm 2022. Các thị trường mà Việt Nam tăng nhập khẩu xăng dầu là Hàn Quốc, Singapore và Malaysia. Việt Nam tăng mạnh nhập khẩu xăng dầu để đảm bảo nguồn cung thị trường trong nước. Trước bối cảnh nhà máy lọc dầu Nghi Sơn tạm dừng bảo dưỡng, xăng dầu là mặt hàng thiết yếu nên Bộ Công Thương luôn theo dõi sát diễn biến thị trường trong nước và thế giới để kịp thời chỉ đạo, đưa ra giải pháp nhằm đảm bảo nguồn cung. 7 tháng đầu năm nay, thị trường xăng dầu khá ổn định dù giá biến động thất thường. Hầu hết cây xăng đều không có tình trạng đóng cửa, găm hàng chờ tăng giá. Thưa quý vị, sau nhiều tháng giảm liên tục, vốn đầu tư nước ngoài FDI vào Việt Nam 7 tháng đầu năm đã có cú lội ngược dòng với mức tăng 0,8% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo triển vọng FDI vào Việt Nam năm nay sẽ dẫn tích cực khi các doanh nghiệp nước ngoài tiếp tục tin tưởng và đặt trọng tâm với vai trò là một trong những cứ điểm đầu tư quan trọng trong khu vực. Mới đây, dự án LG Innotech Hàn Quốc đã được trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh tăng vốn thêm 1 tỷ đô la Mỹ vào thành phố Hải Phòng. Đây là một trong những dự án tiêu biểu đóng góp vào mức tăng chung của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của cả nước trong 7 tháng đầu năm. Những nỗ lực của Việt Nam nói chung và địa phương nói riêng trong cải cách môi trường kinh doanh chính là một trong những lý do hàng đầu giữ chân nhà đầu tư. Giữa lúc dòng vốn đầu tư suy giảm do những khó khăn từ suy thoái kinh tế toàn cầu, các nhà đầu tư nước ngoài vẫn quyết định rót vốn vào Việt Nam, trong đó có những dự án với quy mô khủng. Điều này cho thấy niềm tin của nhà đầu tư về triển vọng tăng trưởng của Việt Nam trong tương lai. Có cái mức tăng này trong vừa qua phải nói là cái nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là chính phủ và thủ tướng chính phủ đã có cái chỉ đạo kịp thời, linh hoạt đến các bộ, các ngành, các địa phương để mà có cái nắm bắt cái khó khăn, vướng mắc để mà có những cái tháo gỡ kịp thời. Các tổ chức và chuyên gia dự báo trong những tháng cuối năm, dòng vốn FDI đổ vào Việt Nam sẽ còn có những tín hiệu tích cực hơn nữa nhờ khả năng thực hiện hóa cơ hội đầu tư của các doanh nghiệp thông qua các hoạt động ngoại giao cấp cao diễn ra trong nửa đầu năm. Tuy nhiên, về dài hạn, nguồn vốn này vẫn phụ thuộc rất lớn vào phản ứng chính sách của Việt Nam với những vấn đề mang tính toàn cầu. Hàng trăm doanh nghiệp Hàn Quốc chúng tôi đang bị vướng về vấn đề đó, và nếu mà chính phủ Việt Nam tiếp tục tạo ra cũng là những cái biện pháp khác để bù lại cho cái vấn đề global minimum tax này, là như vậy là chúng tôi khá là yên tâm sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động tại Việt Nam. Cơ hội vẫn đang được mở ra. Tuy vậy, các nhà đầu tư luôn có nhiều lựa chọn. Vì thế, nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cần phải được đẩy mạnh hơn nữa để Việt Nam giữ vững được sự hấp dẫn của mình đối với dòng vốn FDI.
Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, đường sắt chạy thêm gần 10 chuyến tàu Hà Nội - Hải Phòng, đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trên tuyến này dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Theo đó, hàng ngày có 4 đôi tàu chạy thường xuyên trên tuyến gồm HB1, HB2, LB1, LB3, LB5, LB6, LB7, LB8. Giá vé dao động từ 118.000 đến 143.000 đồng một vé, tùy theo vị trí ghế toa xe trong đoàn tàu và ngày đi tàu. Dịp này, đường sắt vẫn áp dụng chương trình vé tháng không hạn chế lượt đi. Theo đó, hành khách mua vé tháng sẽ không hạn chế lượt đi tàu trong ngày, trong một tháng. Sử dụng mọi loại chỗ trên đoàn tàu, gồm cả toa chất lượng cao. Dù còn gần 2 tháng nữa mới đến Tết Trung thu năm 2023, nhưng trên nhiều tuyến đường tại thành phố Hồ Chí Minh đã xuất hiện các cửa hàng bày bán bánh Trung thu. Bánh Trung thu năm nay không chỉ tăng về số lượng, chủng loại, hình thức mà cả về chất lượng, đáp ứng nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng. Giá bánh cũng không đắt, phù hợp với kinh tế và chi phí của người tiêu dùng. Tuy nhiên, so với năm 2022, giá bánh Trung thu năm nay có phần tăng nhẹ do giá nguyên liệu đầu vào có sự gia tăng như bột mì tăng 33%, hộp giấy tăng 11%, nên giá bánh tăng 5-10% so với năm ngoái. Dao động từ 44.000 đến 140.000 đồng một cái cho dòng bánh phổ thông, từ 300.000 đồng đến 2.600.000 đồng một hộp với dòng cao cấp. Những ngày đầu tháng 8 này đang là chính vụ thu hoạch sầu riêng ở huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa. Năm nay, bà con nông dân rất phấn khởi vì sầu riêng được mùa được giá. Hiện sầu riêng loại 1 tại vườn có giá gần 100.000 đồng một ký. Trong khi đó, giá sầu riêng loại 2, loại 3 dao động từ 70 đến 85.000 đồng một ký, cao hơn so với cuối tháng 7 từ 20.000 đến 30.000 đồng một ký. Sầu riêng Khánh Sơn được biết đến với ưu điểm là quả to, vỏ mỏng, cơm vàng, hạt lép, thịt tráo. Tỷ lệ trong lượng cơm lên đến 30-40% cho mỗi quả, cùng với hương vị nồng nàn đặc trưng được người tiêu dùng ưa chuộng. Chuyển sang các thông tin tài chính thị trường thế giới. Thưa quý vị, thâm hụt thương mại của Mỹ trong tháng 6 vừa qua đã giảm do kim ngạch nhập khẩu giảm mạnh. Thông tin số liệu vừa được Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 8 tháng 8. Theo đó, tổng thâm hụt thương mại của Mỹ trong tháng 6 là 65,5 tỷ đô la Mỹ, giảm so với con số 68,3 tỷ đô la Mỹ trong tháng 5. Kim ngạch nhập khẩu giảm mạnh hơn xuất khẩu là nguyên nhân khiến thâm hụt thương mại của Mỹ giảm. Trong số các đối tác thương mại, thâm hụt thương mại hàng hóa của Mỹ với Trung Quốc cũng giảm xuống còn 22,8 tỷ đô la Mỹ nhờ nhập khẩu giảm mạnh. Theo đánh giá của giới chuyên gia kinh tế, dòng chảy thương mại tại Mỹ tiếp tục chậm lại trong quý 2 cả về nhập khẩu và xuất khẩu. Xu hướng này kéo dài là do tác động của làn sóng siết chặt chính sách tiền tệ trên toàn cầu mà dẫn đầu là Mỹ. Lạm phát tại Đức trong tháng 7 vừa qua đã giảm nhẹ 0,2% so với tháng trước. Tuy nhiên, giá tiêu dùng tại nước này vẫn cao hơn so với toàn bộ khu vực đồng tiền chung châu Âu, Eurozone. Theo văn phòng thống kê Liên bang Đức, lạm phát của nước này trong tháng 7 vừa qua là 6,2%, thấp hơn 0,2 điểm phần trăm so với tháng trước. Giá lương thực cao hơn 11% so với cùng kỳ năm ngoái, tiếp tục là yếu tố giữ lạm phát cao hơn mức bình thường. Trong khi đó, chi phí năng lượng cũng cao hơn 5,7%. Nếu loại trừ biến động giá lương thực và năng lượng, lạm phát lõi ở Đức trong tháng 7 chỉ ở mức 5,5%, nhỉnh hơn so với mức trung bình 5,3% của 20 nước thành viên thuộc khu vực Eurozone. Các chuyên gia cho rằng, xu hướng chung hiện nay và sắp tới là lạm phát sẽ tiếp tục giảm. Thưa quý vị, giá lúa mì tại Ấn Độ đã tăng lên mức kỷ lục trong ngày 8 tháng 8, khi đạt đỉnh 6 tháng. Do nhu cầu đối với loại thực phẩm này tăng vọt trước mùa lễ hội, trong khi nguồn cung lại hạn chế. Cụ thể, giá lúa mì tăng 1,5% lên gần 25.500 rupee, tương đương hơn 307 đô la Mỹ một tấn. Đây là mức giá cao nhất kể từ ngày 10 tháng 2 vừa qua và đánh dấu mức tăng gần 18% chỉ trong vòng 4 tháng qua. Giới kinh doanh trong ngành cho biết, hầu hết nguồn cung ở các bang sản xuất lúa mì trọng yếu đều bị gián đoạn, nên đã tạo ra khan hiếm trên thị trường. Trước tình hình này, giới thương nhân kêu gọi chính phủ Ấn Độ mở kho dự trữ lúa mì quốc gia để bù đắp thiếu hụt trên thị trường và tránh đẩy tình trạng khan hiếm hiện nay thành khủng hoảng, nhất là trong mùa lễ hội. Ngoài ra, nhập khẩu cũng là một giải pháp cần thiết để giúp hạ nhiệt giá cả. Hiện chính phủ Ấn Độ đang xem xét cắt giảm hoặc thậm chí miễn trừ 40% thuế nhập khẩu lúa mì, đồng thời hạ thấp quy định về tỷ lệ dự trữ lúa mì ở trong nước. Giờ rồi là bản tin tài chính thị trường của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt.